Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toga TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho mình một like, một subscribe cũng như là cho mọi người trong Sinh Tố Team nha. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi Sinh Tồn một block, nhưng có một điều đặc biệt đó chính là thì hôm nay chúng ta sẽ sinh tồn một block đảo ngược các bạn ơi. Thì nếu các bạn chưa hiểu đảo ngược là như thế nào thì nó như thế này nè. Cứ thỉnh thoảng thì nó sẽ cho một trong ba chúng ta một cái thẻ bài, nó như là thẻ bài Yu-Gi-Oh vậy. Để coi thử ai được thẻ đầu tiên nha. Được gì nè? Ôi chắc được cái gì kia các bạn ơi. Mũi tên chỉ xuống hả? Là được cái gì? Chắc nó bị bay lên trời rồi các bạn ơi. Có nghĩa là nếu mà nó cầm cái thẻ đảo ngược đó một cái thì nó sẽ được đảo ngược bay lên trời. Trời ơi, đâu rồi? Ôi, nó hồi trên lại, nó lại tiếp tục đảo ngược coi kìa. Thôi nhanh lên, mình phải... Ôi giời, rớt luôn rồi. Nhanh lên, mình phải kiếm cách, cứ dắt bằng cách đập mấy cái này đi. Được rồi. Mình sẽ đặt như này. Ê, cho thêm block, coi Huy, cho thêm block. Ok. Xong rồi đó, dắt. Ôi giời, cứu được thằng dắt rồi nè các bạn ơi. Được rồi, nó đang cầm cái trên tay chiếc thẻ đảo ngược nên có nghĩa là dắt nó sẽ đang bị đảo ngược. Các bạn nhìn kìa, nó đảo ngược lên trời rồi. Bây giờ chỉ cần mình đập cái này đi một cái, nó sẽ trồi xuống cái kia. Thay vì chúng ta nói xuống đây, được rồi. Nhanh đi Huy ơi. Chúng ta phải xây dựng một cái lá chắn để mà đề phòng chúng ta lượm được mấy cái thẻ đó. Một cái là chúng ta sẽ bị đảo ngược tùm lum tà la nha. Không chỉ đảo ngược một hướng lên trời, chúng ta còn... Dắt nó bị hoài vậy trời. Ôi được rồi, mình vừa đào ra một con gà, bây giờ mình đào tiếp thôi. Trời ơi, không biết rồi. Cái gì xuất hiện vậy? Đảo ngược xuống hả? Ôi không, tới lượt mình rồi. Hít thở được kìa các bạn ơi. Ôi rồi xong luôn, bay cao quá bị chết luôn rồi. Ôi xin lại coi nè. Vậy là hiểu rồi. Mình bây giờ mình đang cầm tấm thẻ xuống nè. Một cái là bây giờ mình bị đảo ngược giống như dắt luôn rồi. Bây giờ chỉ có thằng Huy là thở bình thường. Cho tao đập với, cho tao đập với mày. Được rồi, như bình thường chúng ta sẽ chế tạo một cái bàn chế tạo như mỗi lần sinh tồn thôi các bạn ơi. Được rồi, tạo ra thôi, tạo ra. Ok, bây giờ mình nghĩ mình sẽ tạo ra một cái cúp để cho nó đào cho nó lại. Ngược okay. Luôn kìa, vui với già. Tao mà ngược, trời ơi. Ôi, mình thiếu gỗ, cho tao cục gỗ coi. Cho nè. Lấy cục gỗ. Cho nè. Trời ơi, đưa đây cho coi, nhanh lên. Qua cục gỗ nè. Cho nè. Ok, cảm ơn. Được rồi, bây giờ mình sẽ chết tạo cái cục để đào cho nè. Có gì đâu mà chóng mặt. Thiếu nữa thằng Huy nó cũng sẽ bị như mình thôi. Trời ơi, mình đang bị cảm lên họng, mình hơi đau nữa, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy hashtag tôi gà mau khỏi bệnh để mình mau khỏi bệnh nha các bạn ơi. Tội nghiệp mình chứ nè. Cánh tay con bò ơi, mình đang đào. Cánh tay con gà. Trời ơi, lại gỗ nữa rồi. Được rồi, dắt mở rộng chỗ này ra đi, dắt đề phòng mình bị rớt. Ôi, được gì nè. Ủa, nó làm được cái gì ta? Ôi cơ. Ôi, thằng Huy nó bị rớt rồi kìa. Ồ, hình như mày lượm được cái thẻ bài, đưa cho coi cái thẻ bài mày coi. Ồ, cái thẻ mày là mũi tên chỉ bên phải hàng gì, nó bị rớt hướng này rồi các bạn ơi. Của mình là chỉ xuống nên mày bị đảo ngược trọng lực. Được rồi, bây giờ chúng ta phải tiếp tục thôi. Trời ơi, cái này làm sao đây? Bye bye. Ôi, được rồi, chúng ta tiếp tục thôi nhắc ơi. Ôi, được rồi, dở rồi, để mình cứu lại Huy coi. Ông trời nó rớt nè. Rồi, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đập tiếp thôi. Mình phải đập tiếp thôi các bạn. Chúng ta cần chế tạo một cái cúp đá để mà chúng ta có thể dễ dàng qua những cái hòn đảo khác. Chúng ta có thể lấy thêm đồ nữa. Chứ mình cứ xài cái đồ này hoài là không được. Nhanh lên nhắc ơi. Ôi, cái gì đây? Ok. Ôi, chúng ta có một cái rương này các bạn ơi. Wow, chúng ta có lava và nước cùng với những cái đồ ăn khác. Rồi, lấy nhanh lên. Nhưng mà quan trọng là cái lava và nước này chúng ta có thể làm gì các bạn biết không? Các bạn có thể comment ở dưới nha. Chúng ta sẽ làm một cái máy tạo ra đá để chúng ta có thể farm đá các bạn ơi. Được rồi. Ơi, nhưng mà quên mất, chúng ta cần tạo, nhưng mà lần này chúng ta sẽ tạo ở trên một cái mặt phẳng bị ngược các bạn ơi. Chúng ta ví dụ chúng ta đổ đây. Ôi trời đất ơi, đó thấy chưa, mình sẽ đổ nước bị ngược các bạn ơi. Được rồi, nhưng mà vậy thì chúng ta phải cần làm kỹ lưỡng hơn. Để Huy phụ tao làm cái nha Huy. Trời ơi. Trời ơi, đổ vậy nó rất tiêu kìa. Không sao, từ từ. Rồi xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt nước ở đây, sau đó đặt lava bên này. Chúng ta sẽ có một cái máy farm đá thiệt này các bạn ơi. Chúng ta sẽ không bị hư nữa, từ từ đi. Ôi trời, nó chảy mất tiêu rồi. Ôi, không được rồi. Nhưng mà cái này nó cao quá, mình không có lượm được. Ôi không được rồi, mình phải đặt một block cao lên để mình mới đào được các bạn ạ. Đó, mình phải đặt nha. Trời ơi, khổ thiệt sự. Sinh tồn như này cực quá đi. Sao. Ok. Ấy rồi, nhanh lên. Ôi, chúng ta đã bắt đầu có đá rồi nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo một cái cúp đá này, mà chúng ta đủ đá rồi chúng ta sẽ qua thêm những cái block bên kia. Mình lấy bên kia có những cái chỗ mà nhìn nó hay lắm á. Từ từ để đập đá lên, nhanh lên. Được rồi, mình đã đủ đá, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cúp đá các bạn ơi. Đó, bây giờ mình đã có cúp đá rồi, mình có thể đào nhanh hơn rồi. Được rồi, để tao đào thử coi. Đào. À, bây giờ đào nhanh lên. Ôi, đừng tay. Ờ, hay chưa. Được rồi. Vậy là chúng ta đã thành công bước một cạch bắt rồi các bạn ơi. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng cái khu này ra và chúng ta sẽ nâng cấp thêm nhiều thứ hay ho nữa mà. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập ở chỗ cái rương này thôi các bạn. Ơi, cái gì vậy? Mình vừa cảm thấy cái gì đó. Ôi chắc ơi, nhìn tôi nè, hình như tôi hết bị đảo ngược rồi. À, cái thẻ của mình đã bị mất rồi các bạn ơi, nên mình hết đảo ngược rồi. Bây giờ chúng ta có thể chơi một cách bình thường rồi. Vui quá. Bây giờ chúng ta đập tiếp thôi. Sao? Ủa, cái gì vậy? Ôi không, tôi bị cái gì vậy nè? Ôi không, tôi bị tấm thẻ như mày rồi Huy ơi. Bây giờ chúng ta đã bị đảo ngược, hướng ngược lại rồi. Ai hướng bên phải chứ, thằng Jack là vẫn đang hướng ngược lại nè. Được rồi. Ê, mày có để ý không? Hồi nãy tao thấy ở dưới kia có cái gì hay lắm. Bây giờ chúng ta tới đó thử đi. Ôi, chuẩn bị water drop các bạn ơi. Coi chừng chết. Hay cha. À, quá đỉnh. Ôi, mình đã ở đâu đây? Ôi, sao bên kia có con gì ghê quá vậy? Ôi trời đất ơi, bây giờ mình đã rớt xuống một cái ngôi làng bay rồi. Ôi, có con gì đó kìa. Ôi, hình như trong này có cái chỗ quái vật gì đó, trời đáng sợ. Nhưng mà tao nghĩ bên trong nó sẽ có thứ gì đó hay ho Huy ơi. Thử lên coi. Ôi, nước. Được rồi, mày sẵn sàng cho Huy, mình chúng ta sẽ đánh một con mấy con quái vật này để đằng kia chúng ta có thấy một cái rương kìa các bạn ơi. Mình nghĩ trong rương đó chắc chắn sẽ có đồ xịn, nhưng mà mấy con quái vật này ghê mày á, mày lại. Ây da, nó đánh đầu Huy ơi, cứu tao. Tụi nó mạnh quá, chúng ta không thể đủ nếu mà chúng ta dùng kiếm đá này. Được rồi, chắc rồi. Chúng tôi cần thêm lực lượng để chúng ta. Ôi trời ơi, có con gì xuất hiện kia, lắng ơi. Ôi trời ơi, có con gì ghê quá mày. Mày á mày. Trời ơi, tự nhiên xuất hiện mấy con quái vật đâu ra vậy? Trời ơi, nó tấn công mình các bạn ơi.
mày. Ơi chết rồi, hồi nãy hình như tại vì mình tới cái chỗ của tụi nó nên bây giờ tụi nó theo về nhà của mình luôn rồi. Trời ơi. Không được rồi, tụi nó tới nữa kìa, đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi. Trời ơi không được rồi, nếu mà với cái vũ khí như hiện tại thì không thể nào mà chiến thắng tụi nó được, chúng ta phải nâng cấp thêm thôi các bạn ơi. Vậy là bây giờ chúng ta cần phải nâng cấp thiệt là nhiều đồ lên, chúng ta phải đào những cái tóc này để mà may ra chúng ta lượm được, chứ chúng ta qua bên kia chúng ta chết chắc luôn á mọi người ơi. Nhanh lên nhanh lên. Được rồi, chúng ta phải tiếp tục nâng cấp đồ của mình lên thôi các bạn ơi. Ôi trời mọi người ơi, bây giờ như cả ba chúng ta đều có tấm thẻ chĩa xuống hết trơn rồi nè. Tôi có nè, tôi có nè. Tôi có luôn à, tôi có. Ôi vậy là cả ba chúng ta đều còn một hướng, chúng ta sẽ dễ sinh tồn hơn rồi các bạn ơi. Ôi có thêm mấy con tới nữa kìa, đánh đi đánh đi. Mày ơi, mày ơi, chết đi mày, chết đi chết đi. Ôi nó chết rồi. Trời ơi sao mấy con có giật ai tới vậy? Ôi kìa. Bên kia có gì kìa kìa. Ôi đúng rồi, bên kia nhìn có gì kìa Huy, nó ơi, nhìn bên kia kìa. Ôi có một cái nhà. Trời mấy con này xuất hiện hoài. Trời ơi mình bị mù luôn rồi, đánh nó đánh nó đi. Trời ơi sao tới con này nó đông dữ vậy trời. Mày với mày với mày, chết đi chết đi chết đi. Ôi nó chết rồi, chúng ta hãy nhanh bắt bóc qua bên kia nhanh đi mọi người ơi. Trời ơi nhìn nó okay. Nó chóng mặt quá các bạn ơi. Các bạn nhìn này, phía dưới của mình là trời, phía trên của mình cũng là mặt trời. Ôi kệ đây. Được rồi qua nè anh em ơi. Ơi trong kia có zombie kìa. Không được rồi, chúng ta phải tấn công tụi nó thôi. Ây cha, mày chết đi chết đi chết đi chết đi. Ôi mọi người giúp phụ tôi với. Ôi ôi lại con tim tím này nữa, con này xuất hiện. Mày 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 mày. Ơi chết được con tím rồi, ta chỉ còn lại mấy con zombie thôi. Zombie zombie này, zombie với mày. Ôi được rồi. Ôi mày có súng vậy? Ôi sao con này có súng vậy? Có nhiều thêm con zombie, zombie 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 với mày. Trời ơi còn chút xíu máu luôn mọi người ơi. Nhưng mà chúng ta được một cái phần thưởng, đó chính là cái rương này, để coi trong con có gì coi. Wow, chúng ta có sắt nè mọi người ơi. Lấy sắt thôi, lấy sắt thôi, lấy sắt thôi. Ôi yeah, vậy là bây giờ mình đã có nguyên liệu sắt để mà chế tạo, mình nâng cấp đồ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình về nhà mình nâng cấp rồi mình đánh tụi nó tiếp thôi. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái gọi là cúp sắt đây, kiếm sắt với cúp sắt đào cho nó nhanh. Được rồi, xong cái cúp sắt rồi nè. Đây nè, sắt nè tụi bay. Ôi không. Rất mất tiền rồi, quên quên. Đây nè, đây nè, xin lỗi, quên mất một sắc sắc luôn rồi, lấy cái đó đi. Bây giờ thứ quan trọng hơn đó chính là kiếm sắc các bạn ơi, để chúng ta có thể đánh nhau với tụi quái vật ở bên kia, tại vì tụi nó mạnh quá đi mà. Rồi rồi, chúng ta chế tạo thêm giáp sắt nữa, giáp sắt các thứ nữa. Yeah yeah các bạn ơi, vậy là bây giờ chúng ta đã có đủ bộ giáp sắt, chúng ta đã sẵn sàng đi qua bên kia rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đợi cho nó random được cái thẻ mới để chúng ta có thể chuyển sang cái hướng bên kia, chúng ta mới qua đó được các bạn ơi. Các bạn ơi, cả ba tụi mình đã nghĩ ra một cách mới, thay vì chúng ta phải đợi cái thẻ bài tiếp theo thì chúng ta chỉ cần làm một cái đường ra như thế này, chúng ta đặt vô đây để xem nó có hoạt động không. Ôi nó hoạt động. Ôi sao nhìn tôi kỳ quá vậy. Ôi đi được nè, đi được nè, đi được nè trời ơi. Ok đi ơi. Các bạn nhìn mình hài chưa nè. Mọi thứ đang bị đảo ngược một cách thiệt là điên rồ luôn á trời. Ôi 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 không thấy cái gì hết. Trời ơi đang ở đâu vậy trời. Chắc là tôi bị kẹt chứ đường rồi. Ôi đẩy tôi đi, đẩy tôi đi, đẩy tôi đi. Ok ok đi tiếp rồi, đi tiếp rồi, đi tiếp rồi. Ôi 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 mình đang ở đâu vậy trời, đi kẹt. Được rồi được rồi, anh em đi theo tôi nha, anh em đi theo tôi nè. Đào vô đây nè, từ từ đào vô đây. Ok được rồi, đi vô đi vô. Để mấy ông vô đó để đào xuống nha. Được rồi đi vô đây, trong này có dân làng này các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là mình sợ mình gặp mấy con quái vật mới đáng sợ. Đây là một khu dân làng bình thường thôi. Hồi nãy các bạn nhớ không? Mình chỉ có mấy con quái vật gì kìa. Để coi cái chỗ hồi nãy là mình thấy là nó nằm ở phía bên này thì phải. Để bắt qua bên này coi. Ui đó đang kia kìa. Đó kìa, chính là mấy con quái vật hồi nãy mình đánh thất bại đó Huy ơi. Bây giờ mình phải kiếm cách để mình qua đó đi. Nhanh lên nhanh lên. Ở bên trong đó mình thấy có một cái rương gì đó, mình nghĩ cái rương đó rất là quý báu các bạn ơi. Chạy qua thôi. Dạ, tụi nó kìa, tụi nó kìa. Ơi mình đi dưới đây mình đào vô. Đi thế này được không ta? Đi thế này. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, trước khi tụi nó phát quái vật nó phát hiện mình nó không ổn đó. Ơi bên kia có mấy cái con rồng gì ghê quá vậy. Thì chỗ này nó nhìn nó ghê quá đi. Thôi cái này đào bằng gì mà sao đào nó cứng dữ ta? Đào lên đây coi. À nó xuất hiện nó rồi. Trời ơi lại là mấy cái con đen tụi lùi. Tụi tao đã có giá mày, tụi bay tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu con. Không sợ mày đâu con. Mày chết đi. Chết đi. Nó làm tao bị mù rồi. Được rồi được rồi. Nhanh lên chúng ta phải chui vô đây, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên thôi nhanh lên. Ôi được rồi. Ôi ơi, một đống quái vật ở đây nè. Mày ơi. Bây giờ mình còn đúng nửa tim thôi các bạn ơi. Mà xung quanh mình là những cái con kiến. Ôi cứu tôi với. Cái con kiến chúa nó đang nhắm tới tôi kìa. Ơi nhìn cái bụng nó kìa đáng sợ quá đi. Ơi nhắm tôi nha. Ok ok đánh nó đi. Đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi. Ôi cái bụng nó kìa các bạn ơi. Tôi đã trở lại rồi đây. Đánh con kiến chúa đi. Mày ơi mày ơi. Kiến chúa mày con kiến chúa mày tập trung con kiến chúa đi em ơi. Mày ơi. Ôi nó cao quá vậy. Ai da đau quá bị dính độc rồi. Trời ơi. Mày ơi. Mình còn nửa tim nữa rồi các bạn ơi. Không sao rồi, không sao rồi. Nó trốn rồi. Ôi hình như trong này, ôi trong này có một cái rương này mọi người. Ôi có cung, có cung. Đây là lúc đúng lúc rồi. Mày với mày, bắn mấy con kia. Chết đi. Bây giờ tụi mày đánh to hơi nhiều quá. Bây giờ tao không có cung rồi, bây giờ tao có cung rồi. Tao sẽ xử tụi mày. Mày với mày, mày chết đi. Mày chết đi. Ôi, nó chết rồi kìa. Ôi, bây giờ chỉ còn mấy con kiến con. Mấy con kiến con thì đơn giản rồi. Tao sẽ lấy kho báu của tụi mày. Thì ra đây là cái tổ kiến các bạn ơi. Ok, rồi mình sẽ lên mình xử mấy con nốt mấy con kiến con, sau đó mình sẽ vô lấy cái kho báu của tụi kiến này. Bây giờ con kiến chúa đã ra đi rồi, tụi bay không lại lấy cái gì hết. Bây giờ tụi bay chết đi. Nó rớt hết trơn rồi.
mày á mày, mày á mày, mày cái rương kho báu hướng bên kia thì bác đi qua bên kia, đi qua bên kia coi. Ui cái rương đây rồi, cái rương vàng hồi nãy mình nói này các bạn ơi. Wow, có 3 stack kim cương luôn nè mọi người ơi. Trời ơi, cái này cầm đây, cầm đây, cầm đây. Vậy là bây giờ chúng ta đã tha hồ có vũ khí mới rồi, chúng ta về chế tạo kim cương thôi. Ôi trời ơi, anh em ơi, tôi phát hiện một điều đặc biệt là bây giờ tôi đã có thể kiểm soát cái sự đảo ngược của tôi luôn rồi, không cần phải thẻ gì nữa các bạn nhìn nè. Mình đảo ngược nè, mình hết đảo ngược nè. Ôi, tôi nghĩ bây giờ tự đảo ngược coi. À đâu rồi, để tự coi. Đảo ngược nè, không đảo ngược nè. Trời ơi, thú vị quá. Tôi nghĩ cái này nó sẽ giúp mình bắt cua qua cái chỗ bên kia á mọi người. Bắt cua qua bên này. Bây giờ muốn lên được trên kia để tôi thử cái nha. Hay cha, đảo ngược lại. Đó, hay chưa, hay chưa? Được rồi. Ui, bây giờ thì mình lại phải đảo ngược lại bình thường các bạn ơi. Dễ quá, đảo ngược bình thường. Ôi ôi, nước. Ôi không. Ok, lại nè, lại chúng ta làm lại. Ôi, Huy đang ở trên kia kìa. Nhảy lên, đảo ngược một cái. Được rồi, sau đó trời ăn miếng táo vàng nhiều các bạn ơi, mất máu nhiều quá. Qua đây, nhảy lên, đảo ngược lại. Ôi ôi trời ơi, suýt rớt luôn. Rồi qua đây, rồi đảo ngược. Đó, hay chưa, hay chưa, hay chưa? Ở đây là mình đảo ngược lại bình thường. Đảo ngược bình thường. Ôi trời ơi, may quá. Từ từ dắt né đường để tôi đi thế này. Hay trai. Được rồi. Thôi được rồi, mình sắp qua được rồi các bạn ơi. Cố lên còn một chút xíu nữa thôi. Trời ơi, qua đây trời, ăn miếng táo vàng coi lại mất máu nữa rồi. Thôi lần này nguy hiểm chắc rồi. Qua từ drop rồi. Qua từ drop. Đó, mượt mà sau đó mình qua đây, xuống đây. Còn một chút nữa thôi các bạn ơi. Cố lên. Cha. Ôi. Đó, ôi trời. Ôi giời ơi. Suýt chết luôn. Nhắc cái đâu rồi? Ôi trời ơi, nhắc đi rồi. Ôi, ngược lại đi, dắt nhanh lên, nhanh lên. Đó. Thông minh chưa, được rồi. Giờ đảo ngược lại lên trên kia kìa, trên kia còn một block kìa, lên trên kia kìa. Ok. Ôi trời, mình nói là đây mà lên thẳng kia luôn. Tuyệt vời. Ôi, có cái rương gì kìa. Tới đây. Ôi, cái gì vậy? Ôi, mấy con quái vật nó xuất hiện kìa. Ai dạ, chết rồi. Ôi, đánh đi. Mày. Ôi trời ơi, bắn đâu quá vậy? Ăn táo vàng vô. Trời ơi, mấy con quái vật này từ đâu xuất hiện ra vậy? Ôi, nó chết hết mấy con rồi. Còn mấy con chết đi. Mày nè con. Hình như mình giết được tụi nó rồi. Còn cái xác nữa đó rồi. Để xem trong này có gì. Trong này hình như có giáp rồng lửa với kiếm lửa gì tùm lum nè. Ôi, để tôi lấy một bộ thôi coi. Ui, ai vậy? Ơi, nhìn bộ đồ này luôn. Nó che con mắt mình luôn rồi. Nhưng mà bộ đồ này hình như nó làm mình có sức mạnh hơn hay sao á. Ôi, còn mấy bộ đồ ấy, mấy bro. Bây giờ mình sẽ bắt cua trở về lại chỗ cũ rồi. Thôi được rồi, tụi mình đã tìm ra một cái khu mới các bạn ơi. Ở chỗ này có rất là nhiều đảo luôn. Mình nghĩ ở đây sẽ có rất là nhiều vật phẩm thú vị. Ôi, từ để nhảy qua bên kia thôi coi. Nhảy qua đây coi. Ấy cha. Ôi trời ơi, suýt rớt. Trời đất ơi, suýt chết luôn. Đây có cái rương gì nè. Coi. Wow, có mấy cái rìu gì xịn quá vậy. Ôi, lấy một cái rồi, lấy hai cái thì coi cái rìu gì đây. Ôi, rìu gì lại chạy. Ôi, đây. Ôi, chém luôn nè. Ây da. Ôi, rìu ra xịn quá bà. Chém không. Wow, ơi, tao sắp chết. Trời ơi, cậu có một máy tim mà. Cậu rìu này là gì đây, cho tụi bay nè. Thôi để tôi cầm cái rìu bự ra cho. Để mình thử qua bên cái đảo kia thôi coi. Mình sẽ qua, sau đó mình đảo ngược lại các bạn ơi. Nghe đảo ngược đi kìa. Mình đảo ngược. Hay cha, đảo ngược lại. Đó, hợp lý. Đảo lên cái coi. Đảo lên được rồi. Sau đó mình sẽ đảo ngược lại bình thường. Đó, thông minh chưa? Hình như mình đã ở giữa tất cả các đảo này. Ôi, cũng có một cái rương này. Rồi để coi. Ôi, trong này toàn đồ ăn các thứ rồi. Rồi để mình lấy mấy cái này thôi, chắc không có gì đâu. Bây giờ thử qua cái chỗ bên kia đi. Bên kia mình thấy có mấy cái chỗ hay hơn nè. Được rồi. Đi thôi. Được rồi. Đi qua. Ê, chỗ này được nè. Bây giờ mình sẽ đảo ngược lên chỗ này, sau đó mình đảo ngược xong rồi mình đào xuống đây, đào xuống. Ôi, đảo ngược lại. Ôi. Đảo ngược lại. Ôi, nước đâu. Ôi. Ôi trời ơi, suýt chết luôn. Trời ơi. Thôi được rồi, ăn táo vô. Rồi để xem chỗ này có cái gì. Trời ơi, nước nhiều quá vậy. Lấp lại coi. Đây cũng có một cái rương nè. Trong này có gì? Wow, chúng ta có một cái cung xịn hơn. Cung này cung gì đây, để coi. Vô từ lấy táo vàng nữa nè. Wow, cung này là bắn một lần ra ba tận ba cái mũi tên các bạn ơi. Đúng rồi, hiểu rồi, cái hàng gì đó là Chibo. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đối mặt với một con quái vật rất là xịn, bởi vậy chúng ta mới nhặt được những cái vũ khí quá xịn như này. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia coi. Tôi thấy bên kia có gì hay lắm á. Qua đây. Sau đó mình sẽ đi lên, mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ không đào ngược lên nó đề phòng mình bị chết. Ủa sao không thấy gì hết ta, đi vô thử coi. Ôi, trong này có mấy con gì nhiều quá nè. Đông quá, cứu tôi với. Ôi, mũi cung ở đâu vậy? Mày mà đến lúc mình xài cái này rồi các bạn ơi. Mũi tịt. Ây da, còn cái rìu của tao nữa, tao có rìu nha mày. Mày á mày. Ngồi lại. Giữ chụp phải đi. Ôi. Ây da, giống xuống đất nè. Ây cha. Chết đây. Ôi, ăn miếng táo rồi. Ôi trời ơi, tụi này nó mạnh quá. Ôi, sao tụi này nó bay hắc não vậy? Hình như mình giết hết rồi các bạn ơi. Còn mấy cái xác là. Ôi được rồi, để coi trong này có gì. Ui, trong này có súng nè các bạn ơi. Ok, để mình vứt mấy thứ không cần đi. Bây giờ mình không cần đồ kim cương nữa. Bây giờ mình sẽ lấy cái khẩu súng này các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ lấy một khẩu súng. Có gì xíu đưa cho thằng Huy luôn. Được rồi, qua đây thôi em ơi, chúng ta tới một cái chỗ mới nè. Ôi, nó kìa, chỗ này là chỗ có mấy cái con nhện gì đáng sợ quá, nhưng mà tôi thấy nó có một cái phần thử rất là xịn. Được rồi. Ui, bây giờ chúng ta phải nhảy qua, chúng ta đảo ngược lại. Ôi, hình như chúng ta mà đâu mà tay bắn ra luôn. Đúng rồi.
rồi, chúng ta có súng ở đây mà quên mất. Mày với mày, mày ta áp dụng cái súng luôn. Mày mày chết đi, chết đi, chết đi. Trời ơi, súng mạnh thiệt chứ mà. Thôi được rồi, tụi nó chết hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần qua lấy thôi các bạn. Đúng là có súng xịn thiệt mà. Đảo ngược lại thôi. Ôi ôi ôi, nước này, nước này, nước này. Nước nước. Đó, mượt mà. Được rồi, để xem bên trong này có gì nha các bạn. Wow, trong này có một đống đồ gì đây? Thôi nhưng mà cái giáp này để mình đem mình mặc thử coi. Hình như cái này giáp hiện đại quá, chắc mình cất vứt mấy cái này đi. Sau đó chúng ta sẽ mặc cái giáp này vô. Ôi mình cần liếu cái giày nữa. Được rồi, trả cái giáp lại rồi. Được rồi. Wow, bây giờ nhìn chúng ta hiện đại chứ nè. Súng hiện đại rồi, mặc đồ giáp cũng hiện đại nữa. Bây giờ tao nghĩ chúng ta đã sẵn sàng đấu nhau với con boss cuối cùng rồi các bạn ơi. Đồ của mình xịn lắm rồi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta được rồi, bây giờ chúng ta đảo ngược lên lại trên kia coi. À để canh. À, đảo ngược lại. Ôi, được rồi. Chúng ta đi chiến đấu thôi anh em ơi. Let's go. Vậy là anh em chúng ta đã sẵn sàng đấu nhau với con boss cuối cùng chưa? Rồi. Được rồi, nó nằm ngay trước mặt bên kia các bạn ơi, nhìn bự quá đáng sợ quá. Nó chính là con chúa của tất cả những cái con mà đen đen nó hay bu mình ở khúc đầu các bạn. Bây giờ mình sẽ tới đấu nhau với con này để xem lần này nó còn dám làm gì được mình đâu. Trời ơi, nó kìa, trời ơi nó bự quá vậy. Thôi được rồi, bây giờ qua xíu nữa tôi nhìn nó thấy nó ngợp quá. Nó bây giờ nó đang nằm ở ngay dưới mình rồi kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ đảo ngược lại để mình nhảy xuống. Xuống thôi. Hay cha. Được rồi, đánh nhau với nó thôi. Hay. Mày đâu rồi? Bây giờ ai nha. Ôi, đâu rồi vậy? Mày có súng nè, súng bắn nè, bắn mày này con, bắn mày này con. Trời ơi, nó bự quá. Ôi sao mọi thứ loạn xà ngầu luôn vậy? Nó làm bị mất máu kìa. Trời ơi, súng có hết đạn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái điều này vậy. Ấy cha, mày với mày ra, nó đánh tôi nè mấy bạn, nó đánh tôi nè. Ôi bắn nó. Mày chết đi. Trời ơi, con này nó bự quá trời quá đất luôn. Ôi súng tôi là hết đạn luôn rồi. Mày ôi yeah, nó chết rồi. Yeah, cuối cùng tụi mình đã chiến thắng được cái con đó rồi các bạn ơi. Được rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích video này thì quên để lại cho mình một like, một subscribe cũng như cho mọi người trong Sinh Tốt Team nha. Ê, tụi mày đảo ngược lên đây chơi. Đảo ngược đi luôn rồi, cậu thằng. Ê, lên đây. Ôi, okay. Đảo ngược nè. Ok, yeah. Và nếu các bạn thích video này thì quên để lại cho mình một like nha nhé. Bấm vô cái nút đăng ký và đừng quên bấm vô cái chuông để nhận được tất cả thông báo từ video của mình nha. Và cũng đừng quên giúp cho mình đạt được 500.000 subscribe trước tháng 6 này nha. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye mọi người. Ok, bye bye nha.